Hai chị xem anh chị bạn, anh chị bạn đang có một cái tờ hóa đơn sai ở trên cái hệ thống cũ của Viettel là business cả ngang s invoice viettel hoặc là một cái hóa đơn ở trên cái hệ thống khác. Khi mà anh chị bạn chuyển qua cái hệ thống hóa đơn từ của Viettel vinvoice.viettel.vn này để anh chị bạn sử dụng ấy, thì khi mà anh chị bạn muốn xử lý cái hóa đơn nó sai thì nó không có nằm ở trên cái hệ thống vinvoice này, dẫn đến anh chị bạn không có thể là vào phần quản lý hóa đơn anh chị bạn tìm kiếm cái hóa đơn đang bị sai đó và anh chị bạn thực hiện cái thao tác là điều chỉnh thay thế được. Thì video này tôi chia sẻ với anh chị bạn cái cách anh chị bạn xử lý điều chỉnh hoặc thay thế cho cái hóa đơn nó không nằm trên cái hệ thống vinvoice.viettel.vn này nha anh chị bạn. Đầu tiên mà để anh chị bạn xử lý cái việc mà thay thế hoặc điều chỉnh cho hóa đơn đang bị sai thì anh chị bạn phải tải giúp trực cái file PDF của cái hóa đơn đang sai về trước nha. Ở đây trực ví dụ như trực sẽ vào cái hệ thống cũ của Viettel đây và trực sẽ tải cái hóa đơn sai về. Thì ở đây trực đã tải một hóa đơn sai như này rồi nha anh chị bạn. Rồi thì đầu tiên anh chị bạn thực hiện cái thao tác như sau này. Anh chị bạn vào giúp trực cái phần mà hệ thống hóa đơn tử mới mà anh chị bạn đang sử dụng nhá. Anh chị bạn vào giúp trực cái phần quản lý hóa đơn. Sau đó anh chị bạn tích vào cái phần mà hóa đơn đã phát hành nha. Mình tích vào đây. Khi mình tích vào đây thì ở cái thanh menu ngang ngang giữa giữa này nó sẽ có một cái phần gọi là tiện ích ở đây nhá. Anh chị bạn tích vào nút tiện ích ở đây. Thì ở tiện ích ở đây anh chị bạn nhìn thấy nó sẽ có một cái dòng là điều chỉnh thay thế cho hóa đơn giấy nhá. Anh chị bạn sẽ tích vào đây này. Rồi thì nó sẽ lên một cái giao diện như lúc anh chị bạn phát hành một cái hóa đơn mới bình thường. Tuy nhiên là ở bên này nó sẽ có thông tin hóa đơn là anh chị bạn phải nhập cái thông tin của hóa đơn cũ vào. Rồi đầu tiên anh chị bạn sẽ nhập lại cái thông tin khách hàng trước. Thì anh chị bạn sẽ quay lại cái tờ hóa đơn gốc của anh chị bạn đang bị sai này. Anh chị bạn thực hiện được cái thao tác copy giúp trực nhé. Để cho nó tránh nhầm lẫn nha anh chị bạn. Anh chị bạn copy cái mã số thuế này. Anh chị bạn copy tên đơn vị này. Anh chị bạn copy địa chỉ này, đó ba cái thông số này khi mà anh chị bạn xuất hóa đơn cho bên các đơn vị công ty tổ chức thì anh chị bạn phải nhập. Còn đối với trường hợp mà anh chị bạn xuất hóa đơn cho bên cá nhân thì mình sẽ nhập vào tên người mua và địa chỉ nhé. Anh chị lưu ý là cái hóa đơn gốc của mình ấy, cái thông tin đang như nào thì anh chị bạn copy y chang sang cái phần mà thông tin khách hàng giúp được nha. Đó, rồi tiếp theo nữa này là mình sẽ vào sang cái phần mà thông tin hóa đơn. Thì ở đây anh chị bạn nhìn thấy sẽ là cái phần mà tính chất hóa đơn ở đây. Nó sẽ cho anh chị thứ nhất là hóa đơn thay thế, thứ hai là hóa đơn điều chỉnh thông tin và thứ hai là hóa đơn điều chỉnh tiền. Đó. Thì tùy theo cái hóa đơn của anh chị bạn bị sai cái gì thì anh chị bạn thực hiện cái thao tác là điều chỉnh hoặc thay thế. Video này thì chúng tôi chia sẻ với anh chị bạn cách điều chỉnh nhé anh chị bạn. Rồi thì ở đây anh chị bạn sẽ tích vào cái nút gọi là lập hóa đơn điều chỉnh tiền này. Rồi, ở cái loại hóa đơn gốc này, anh chị bạn chọn giúp trực là hóa đơn thông tư 78 nhá. Rồi tiếp theo nữa là đến cái phần là mẫu số hóa đơn gốc này. Mẫu số hóa đơn gốc thì anh chị bạn sẽ quay về cái hóa đơn gốc của mình thì anh chị bạn nhìn ở đây nó sẽ có ký hiệu, nó sẽ bao gồm là mẫu số và ký hiệu luôn. Thì cái ký hiệu nó là cái ký tự đầu tiên này anh chị bạn, nó là số 1 nha anh chị bạn, còn đối với hóa đơn bán hàng là số 2. Ký hiệu hóa đơn thì anh chị bạn sẽ copy từ cái chữ K hoặc là từ chữ C trở đi nha anh chị bạn. K là hóa đơn không có mã, còn C là hóa đơn là có mã. Đấy, ký hiệu thì anh chị bạn sẽ để giúp trực là từ chữ C hoặc từ chữ K trở đi. Còn mẫu số hóa đơn thì nó đều hiển thị ở trên hóa đơn gốc rồi. Anh chị bạn sẽ copy trang số hóa đơn này thì anh chị bạn sẽ nhập cái số hóa đơn đây là 43 này. Rồi, ngày lập hóa đơn gốc là anh chị bạn sẽ quay về hóa đơn gốc ở đây. Đấy, ví dụ trực ví dụ ở đây là cái demo của trực nó sẽ là ngày 4 tháng 8 năm 2024. Đó anh chị có thấy nhá. Anh chị lưu ý nhá là những cái thông tin này là anh chị bạn phải nhập hoàn toàn chính xác nhá. Nếu mà anh chị bạn nhập sai thì khi mà anh chị bạn phát hành hóa đơn hệ thống nó sẽ báo cho anh chị các bạn là hóa đơn gốc không tồn tại, có nghĩa là khi mà mình phát hành sai thì cái hóa đơn nó không có hiển thị ở trên thuế, dẫn đến là nó sẽ bị từ chối cấp mã anh chị ạ. Anh chị bạn rất lưu ý nha, là cái thông tin này là anh chị bạn phải nhập hoàn toàn cực kỳ chính xác. Rồi đến hình thức thanh toán thì tùy nha anh chị bạn, tiền mặt hoặc chuyển khoản thì anh chị bạn tích vô. Loại tiền thì Việt Nam đồng là mặc định rồi, có anh chị bạn nào mà xuất tiền đô thì anh chị bạn vào đây nha anh chị bạn, ngoại tệ. Rồi mẫu hóa đơn thì anh chị bạn sẽ chọn cái mẫu hóa đơn của anh chị bạn đang sử dụng nhé. Ở đây trực tài khoản demo nó nhiều thì trực cái chọn mẫu hóa đơn này. Ký hiệu hóa đơn nó sẽ tự nhảy khi mà anh chị bạn chọn mẫu. Rồi đấy là cái phần mà anh chị bạn sẽ nhập cái thông tin khách hàng và cái thông tin của cái tờ hóa đơn của mình điều chỉnh cho cái tờ hóa đơn gốc như nào. Rồi sau đó khi mà anh chị bạn chọn mẫu hóa đơn xong, anh chị bạn kéo xuống bên dưới này là cái phần mà chi tiết về cái vấn đề gọi là nhập cái điều chỉnh. Thì ở đây mình sẽ có hai dạng, một là điều chỉnh giảm, hai là điều chỉnh tăng nha anh chị bạn. Anh chị bạn lưu ý nhá là ở đây mình sẽ điều chỉnh phần giảm hoặc là cái phần tăng, có nghĩa là cái phần đang còn dư hoặc là phần đang còn thiếu, chứ không phải là mình điều chỉnh cái số liệu đúng nha anh chị bạn. Đó. Rồi thì khi này anh chị bạn sẽ quay lại cái tờ hóa đơn gốc trực tiếp theo này.
anh chị bạn sẽ copy cái nội dung hàng hóa của anh chị bạn là gì để anh chị bạn ghi vào đây. Rồi ở đây mình sẽ có cái số hợp đồng, thì ở đây thường sẽ để là số lô nha anh chị bạn. Số hợp đồng ở đây thì anh chị bạn copy số hợp đồng và anh chị bạn sẽ paste vào phần số lô ở đây. Rồi đơn vị tính bỏ qua số lượng này, số lượng thì anh chị bạn có thể là 1 này. Rồi tiếp theo là phần đơn giá này, thì ở trên hóa đơn không hiển thị đơn giá nhưng mà trên hệ thống nó vẫn hiển thị là đơn giá. Ở đây chủ ví dụ như cái số lượng ở đây nó sẽ mặc định là 1 rồi, nó nhân với đơn giá thì nó ra cái thành tiền trước thuế, có nghĩa là cái đơn giá nó sẽ bằng thành tiền trước thuế. Rồi ở đây mình sẽ có hai cái dạng, một là điều chỉnh giảm, hai là điều chỉnh tăng. Đối với điều chỉnh tăng thì chụp ví dụ như sau. Cái đúng của trực ấy là nó phải là 2,5 triệu chứ không phải là 2 triệu, thì khi đó anh chị bạn đang thiếu 500 thì như vậy mình sẽ điều chỉnh tăng lên 500 nha anh chị bạn. Thì khi mà anh chị bạn điều chỉnh tăng 500 thì anh chị bạn sẽ vào cái đơn giá này, anh chị bạn nhập giúp trực là 500 vào đây, và thành tiền là anh chị bạn cũng phải nhập cái thành tiền là cái thành tiền trước thuế đây là tăng lên 500 nha anh chị bạn. Đó, cái này ấy, mình chọn cái chức năng là lập hóa đơn điều chỉnh ngoài hệ thống nên là hệ thống nó không có tự tính nha anh chị bạn. Cái này anh chị bạn tính và anh chị bạn sẽ nhập cái dữ liệu vào, sau đó là mình quay mình xem thuế suất. Thuế suất ở đây 10% thì mình sẽ chọn thuế suất là 10%. Tiền thuế thì mình cũng phải nhập vào đây nha anh chị bạn. Đấy, anh chị bạn rất lưu ý nha. Rồi sau khi mà nhập xong rồi thì anh chị bạn sẽ ấn nút xem trước này, thì khi đó hệ thống nó hiển thị cho anh chị bạn là cái thông tin của cái hóa đơn điều chỉnh của mình như nào. Đấy, nó sẽ có cái thông tin điều chỉnh ở đây, số hợp đồng, rồi nội dung điều chỉnh, và cái dòng nội dung này là hóa đơn điều chỉnh tăng 550.000 cho hóa đơn điện tử gốc nha. Thì cái nội dung ở đây này điều chỉnh đây, anh chị bạn có thể điều chỉnh được, thì anh chị bạn sẽ quay lên trên này, ở đây cái phần ghi chú ở trên này nha anh chị bạn, cái phần mà chỗ cái thông tin hóa đơn, cái phần ghi chú ở đây là cái phần nó sẽ hiển thị ở phần mà vừa giờ trực chỉ ấy, là cái hóa đơn điều chỉnh tăng 500 ấy, thì anh chị bạn có thể là điều chỉnh cái nội dung ở đây. Ví dụ như mà hóa đơn điều chỉnh tăng số tiền hay điều chỉnh sang thuế hay cái gì đấy thì tùy vào cái hóa đơn của anh chị bạn nó sai cái gì, anh chị bạn điều chỉnh cái gì thì anh chị bạn sẽ nhập vào đây. Rồi ở cái chỗ mà hàng hóa ở đây thì khi mà mình view lên ấy, nó chỉ có cái tên nội dung hàng hóa này thì nhìn nó hơi trống, thì anh chị bạn có thể là ghi là ví dụ như mà điều chỉnh tăng ví dụ như thành tiền. Đấy, ví dụ như hàng hóa là cái gì, ví dụ như nội dung hàng hóa dịch vụ của anh chị bạn là cái gì đây chị bạn như này. Thì khi mà mình mở cái hóa đơn lên mình xem thì nó sẽ hiển thị cho anh chị bạn rõ là anh chị bạn điều chỉnh tăng giảm cái gì, như vậy thì nó sẽ chi tiết hơn cho cái tờ hóa đơn của mình. Đó. Rồi, đấy là cái trường hợp là điều chỉnh tăng. Thì đối với lại cái trường hợp điều chỉnh giảm nó cũng tương tự như điều chỉnh tăng. Anh chị bạn sẽ điều chỉnh giảm cái phần chênh lệch. Ở đây chỉ ví dụ này, cái hóa đơn gốc là nó là 2 triệu nhưng mà thực tế đúng nó chỉ có là 1,5 triệu thôi. Thì cái đó anh chị bạn sẽ phải giảm 500 đây nhá, chứ anh chị bạn không có nhập cái 1,5 triệu vào đây nha anh chị bạn nhập cái phần dư của cái phần nó đang bị sai. Đó. Rồi thì ở đây ví dụ là 500 thì khi mà anh chị bạn nhập như thế này, hệ thống nó sẽ ra là báo tăng. Còn ví dụ như anh chị bạn muốn điều chỉnh giảm thì anh chị bạn sẽ để cái nhập xong số tiền, anh chị bạn để cái con chuột lên trước cái số tiền, anh chị bạn ghi dấu trừ giúp trực nha. Tương tự như vậy này, thành tiền anh chị bạn để dấu trừ và tiền thuế anh chị bạn để dấu trừ. Rồi thì khi đó cái tổng tiền ở dưới này nó hiển thị cho anh chị bạn là dấu trừ, và khi mà anh chị bạn xem trước cái tờ hóa đơn lên thì nó sẽ hiển thị cho anh chị bạn là điều chỉnh cái nội dung này, thì anh chị bạn sửa luôn ở đây nhá, là điều chỉnh giảm này. Đó, thì khi mà cái nội dung của cái hóa đơn nó view lên thì ở đây nó sẽ là điều chỉnh giảm cái thành tiền cho cái nội dung gì và cái số tiền như nào thì nó hiển thị số âm như này nhé anh chị bạn. Và cái dòng mà nội dung mà hóa đơn điều chỉnh bao nhiêu cho cái hóa đơn gốc ấy thì anh chị bạn cũng có thể là chỉnh ở phần ghi chú nha. Thì khi mà anh chị bạn thấy hóa đơn ok rồi thì anh chị bạn chỉ cần cái thao tác là ấn lập hóa đơn ở đây thôi, hoặc là anh chị bạn có thể là tải cái file bản thể hiện này về trước, anh chị bạn gửi cho khách hàng của mình xem là điều chỉnh thông tin như này đã ok chưa, tránh cái trường hợp mà sai. Tại vì là hóa đơn điều chỉnh khi mà anh chị bạn đã điều chỉnh rồi thì anh chị bạn không thể hủy nhá, cơ quan thuế không cho hủy hóa đơn điều chỉnh, không cho hủy hóa đơn thay thế. Nên là khi mà anh chị bạn điều chỉnh, anh chị bạn nên chốt lại với khách hàng của mình trước để tránh cái vấn đề sai sót. Thì sau khi mà khách hàng báo ok rồi thì anh chị bạn sẽ tiến hành là anh chị bạn vào, anh chị bạn ấn lập hóa đơn thôi nha. Có thể là xem trước, lập hóa đơn thì có nhiều cách, một là xem trước, một là lập ở đây, hai là lập trực tiếp ở ngoài màn hình kia, thì mình xem trước lên mình lập thì nó tránh sai hơn. Thì ở đây anh chị bạn chỉ cần ấn nút lập hóa đơn là hệ thống nó sẽ lập cho anh chị bạn một cái hóa đơn, nó sẽ điều chỉnh
cho cái hóa đơn của anh chị bạn đang bị sai trước đó nha anh chị bạn. Sau khi mà điều chỉnh xong, anh chị bạn vào quản lý hóa đơn đã phát hành, nó sẽ có một cái hóa đơn mới của anh chị bạn, là nó sẽ chuyển cái trạng thái hóa đơn đó là cái hóa đơn điều chỉnh tiền, có nghĩa là nó điều chỉnh cho một cái hóa đơn bị sai trước đó nha anh chị bạn. Thì đối với lại hóa đơn điều chỉnh thì anh chị bạn lưu ý giúp Trực này, điều chỉnh tăng thì nó hiển thị là dấu dương như hóa đơn mới bình thường, còn điều chỉnh giảm thì nó phải hiển thị số âm nha anh chị bạn, theo quy định của thông tư 78 nha anh chị bạn. Nếu anh chị bạn thấy video hay thì có thể like và chia sẻ giúp Trực nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.